Bạn tên gì? À, tên Lợi. Lợi. Con tiếng Việt giỏi á. Mình mang cái này tới để đãi mọi người á hả? Đúng rồi. Xin chào. Rồi. Xin chào. Đó. À, mình xin tự giới thiệu, mình tên Lợi, năm nay 28 tuổi. Em tên là Mai Hiên. Đây, ăn cơm đi. Hiên là của Mai Hiên. Mai Hiên bỏ vô sách anh. Em biết nghe mà. Trong ngày đầu tiên thì mình ấn tượng nhất với Lợi. Mình thấy anh ấy có sự vui tính, dễ gần, hòa đồng với mọi người. Anh nghe đầu nãy anh đứng trên ngoài cửa là trên Phương. Ở đây anh ngủ, sao ai kêu trên Phương vậy? Ôi, cái này lộ rồi. Anh kêu tên này. Đâu có, nãy giờ không kêu tên ai đâu. Không có kêu tên ai hết á. Thôi, không còn theo dõi. Hiểu rồi, biết chút này làm gì mà. Ê, cái kêu này trên núi bỏ mà dưới Sài Gòn xài. Sao kêu tên của gì vậy? Chặn đầu, chặn đuôi rồi. Anh kêu tên Phương mà nó nghe lộn thành tên Phương. À, Phương hả? Ừ. Anh biết em hả? Đó, biết không biết. Ê, là cặp đôi bí ẩn sao? Ê, chương trình cứ là cặp đôi bí ẩn kiểu đó. Ừ. Khó luôn hả? Không. Anh không phải. Đây là áo. Không ai biết gì hết. Đợi rồi. Thôi. Chuyện quá. Anh tập thêm cho anh. Em thấy tình hình làm, thấy anh đang để yến thôi hết trơn. Coi chừng cặp đôi bí ẩn. Bậy rồi. Nãy bữa đây bữa kia lộn hết rồi. Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì hết cơm. Mà Phương, bộ hôm nay nhà mình hết gạo hả? Một mình lại ăn gấp ba lần ta. Đi. Thôi được rồi, mai thì nấu cơm. Không mà. Vậy là Hà phải vào bếp nấu thêm cơm cho chàng trai ăn gấp ba lần người thường. Và chàng trai ga lăng Danny đã không để Hà phải nấu cơm một mình. Ăn nữa thì chắc là phải hai bán thôi. Hả? Chương trình nữa. Ủa chứ bình thường anh ăn ổ anh. Cơ hội đó anh Hy à. Cầm nguyên. Cơ hội đó. Ở dưới đâu lâu vậy anh? Đó. Ôi, ông hiểu luôn. Tụi em hả? Ông đang ngồi đây. Tụi em qua bắt tư luôn. Đi. Mẹ thì chứ không nhớ luôn á, không nghĩ luôn á. Thôi là Danny fast nhanh quá. Fast. Ôi, nghe nè, chương trình thích hợp luôn với anh á. Tại sao? Ngôn tình Hàn Quốc là đỉnh của đỉnh. Màu hương này hợp với anh. Drama. Màu hương này rất hợp với anh. Drama hả? Yes, cưng 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 cưng. Nổi đã lên đây rồi. Không sao hết tiền. Chị nóng một chén nữa. Một điều mà Danny lo lắng là Danny là người Hàn Quốc duy nhất ở đây. Nên nếu mà anh làm Danny làm gì sai thì người ta có thể hiểu nhầm về người Hàn Quốc. Mà thực ra là Danny và Danny cũng không giống như trong phim người Hàn Quốc như vậy, nên Danny hơi lo lắng về đó. Danny có thể là làm người ta thất vọng hay gì đó, nên hơi bây giờ thì hơi ngại một chút. Mọi người cơm nước xong hết thì Huỳnh Thi mới về đến. Về trễ quá vậy. Rồi mọi người mới đợi em ăn cơm lâu quá. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Hello. Anh chào anh. Trời ơi, ai ăn với em? Có mình em ăn hả? Chị. Có mình chị hả? Một người chưa tới nữa thôi. Trời ơi, vậy mình đợi bạn đó. Bạn đó là nam đúng không? Ừ. Trời ơi. Rồi giờ đợi bạn nam nó tới ăn thôi à. Lúc này Phước đang bận đi hát show cuối ngày nên chưa đến ngôi nhà chung cùng các thành viên được. Trong khi chờ chàng trai ấy thì tranh thủ làm quen với Danny trước. Ủa anh tên gì vậy? Anh tên Danny. Danny. Yeah. Anh tên Thi đúng không? Đúng rồi, Thi. Dằn y đó. Hợp nhau dằn y cuối á. À, Danny. Anh sinh năm mấy? Anh sinh năm 87. À, kêu anh đúng rồi. Em bao nhiêu tuổi? Em sinh năm 93. 93. Thi làm nghề gì? Em làm giáo viên dạy người mẫu. Hả? Giáo viên dạy người mẫu. Giáo viên người mẫu. Dạy model. À. Teacher. Em uy tín nhỉ? À, mẫu bạn gái của Danny là một con gái mà mỉm cười rất là đẹp, rất là dễ thương. Và Danny cũng có thể cười với nhau. Hát cho em nghe một câu đi. Mắc cười quá. Mắc cười quá. Ngày đầu tiên á, mình á ấn tượng nhất đó là bạn Danny với một chiều cao tương đối và khuôn mặt dễ thương, cái tính lại
hơi hơi là ngại ngùng mắc cỡ. Mà giống như là trước khi mà mình có ý định vô trong ngôi nhà chung này là mình thích một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mà khi cảm thấy bạn Danny thì thấy cái sự gì đó gọi rất là dễ thương. Ngoài mặt em nó bụng quá à. Em xin lỗi anh gì đó. Đói quá. Cũng chẳng bỏ công chờ đợi của Thi, Phước đã về tới. Hello bạn. Dạ em mời anh vô ăn cơm. Hello mọi người. Xin chào. Hello. Chào. Dạ em mời anh ăn cơm. Ờ không ăn cơm rồi. Giờ no rồi. Ủa gì là bọn chơi. Sao đây bây giờ anh không được. À, mở cửa luôn. Em tụt cảm xúc rồi. Mở cửa luôn. Ok đi em. Mình là Phước, 25 tuổi. Hay gọi là Gio. Mình là guitar với hát chính qua nhạc rock. Oh, rock rồi. Hello. Quen không? Sáng mới gửi thư. Mời giống như là sáng. Khi trong nhà xuất hiện một cây guitar thì không khí sôi nổi hẳn lên. Từng bước chân con đi từ xa để nói cứ thế đến bao giờ. Thiên nhãn cho em một like. Xin lỗi thôi. Mình chưa bao giờ đàn cho một cô gái hát trực tiếp như vậy. Không tính chuyện ban nhạc tập với nhau hay là đánh với ca sĩ. Thì đây là lần đầu tiên mình đánh cho một cô gái hát kế bên mình như thế. Cái Phương thì chắc chắn là không hát quá xuất sắc rồi vì Phương không phải là ca sĩ. Nhưng mà thì nó cũng có một cảm giác khá là lạ. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Bài này dễ thương đúng không? Thích bài này nhất luôn á. Người yêu ngày một ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đau này. Người ta cứ nói đừng quá yêu, đừng ta cứ nói đừng quá yêu. Chàng trai mà ấn tượng ngày hôm nay nhất có lẽ là Khương. Bạn khá là vui tính, hòa đồng. Có lẽ là Phương vẫn ưu tiên để mà tìm hiểu Khương. Đầu tiên thì tới ngôi nhà này em cảm thấy rất là vui vì thấy mọi người ở đây mới giây phút đầu tiên gặp nhau thôi thì chưa có quen, nhưng mà thấy mấy bạn ấy rất là dễ thương, rất là hòa đồng. Buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà chung, Lợi và Phương đã rời nhà từ sớm. Ba chàng trai còn lại rủ nhau đi ăn sáng. Thì thấy bé Phương sao? Phương hả? Ờ. Thấy cao cao. À, cũng gì, thấy gì cũng bình thường. Chúng là công đi. Ờ, chắc để đi nghiên cứu vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà tấn công Phương là sẽ có nhiều đối thủ đó. Thế à? Chắc là không phải tôi. À, còn Danny. Anh đã có đối tượng chưa? Cái ấn tượng đầu tiên là Hà, nhưng mà bây giờ thì phải tìm hiểu cái cô gái khác. Thì Khương thì thế nào? Khương hả? Thì thật sự em chưa.
em vẫn để mọi thứ tự nhiên. Ok, nếu mà Khương phải đi đi rủ một con gái đi chơi thì Khương sẽ chọn ai? Chưa biết. Thực ra là hôm qua thì anh đã nói chuyện với Hà nhiều rồi, thì hôm nay là một con gái khác, có thể là một Phương hay là Thi. Phương thì thế nào? Em cũng chưa có rõ lắm. Đúng rồi. Thì em qua nói chuyện với Phương nhiều, tại vì em là người đem thư đấy đưa cho Phương. Thì cũng đi ăn trưa mà ngồi nói chuyện với nhau khá nhiều. Thì chúng mình cũng biết chút chút. Mà chắc đang suy nghĩ giữa việc tìm hiểu thêm với lại tìm hiểu người khác nữa đi. Nhưng mà đi bốn người xong mình sẽ có một lựa chọn chính xác chứ. Mình có nên mua vợ cho bạn nữ không anh? Hả? Có nên mua vợ? Mua vợ cho bạn nữ không? À. Gái chưa dậy. Đồ ăn sáng đã được ba chàng trai mang về tận cửa phòng. Nè. Nhưng có lẽ đêm qua thức khuya quá nên sáng nay các cô gái vẫn chưa dậy được. Sau khi đã khóa cửa phòng cẩn thận, các chàng bắt đầu bàn chuyện hẹn hò. Thiện cảm đầu tiên. Và nói chung là thiện cảm đầu tiên tới thì bây giờ chắc có lẽ sẽ đi ăn nhẹ một cái gì đó để nói chuyện nhiều hơn. Phương hả? Ừ, em làm gì đấy? Ủa, Phương đang ở đâu vậy? Phương đang ở công ty chuẩn bị đi làm về. Phương đang ở đâu ấy? Phương đang ở nhà. Ở nhà hả? Ăn cơm chưa? Phương với lại Danny với lại Phước mới đi ăn sáng về, có mua đồ ăn cho Phương với mọi người nè. Trời ơi, mới đi ăn sáng về. Chiều nay làm gì? Chiều nay hả? Hiện tại thì chưa biết chưa làm gì hết. Tại vì đáng lẽ là Khương đi hát rồi, nhưng mà bị ở dưới trời mưa quá, người ta mới hồi lại qua ngày khác rồi, nên là cũng đánh rỗi. Vậy chiều đi cà phê đi. Ok. Tí xíu nữa Khương về rồi khoảng tầm để mắc mát rồi đi ha. Ok. Có gì về nhắn tin hay là qua nói không biết nha. Ok. Ok. Dạ, bye bye. Yeah. Ôi trời ơi, cố rồi nè. Cố hẹn rồi nè. Cái gì vậy? Đây nè. Hả? Gì vậy? Nói em định đi chơi với Thi đúng không? Mà... Anh em phải giữ bí mật cho nhau nha. Nè là số trời rồi. Mình không cản được rồi. Chàng trai mà ấn tượng ngày hôm nay nhất có lẽ là Khương. Có lẽ là Phương vẫn ưu tiên để mà tìm hiểu Khương. Thành cảm muốn Thi nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì Phương là người chủ động thì, Khương cũng muốn tiếp cận Phương coi như thế nào. Bây giờ thì Thi bán đúng không? Thi rán đúng không? Thì Danny, nếu mà Khương không đi chơi với Thi thì Danny đi chơi với Thi. Sự lựa chọn không tốt chứ. Tại vì mình có quyền mà. Còn Phước phải có dự định gì chứ? Đang suy nghĩ có nên đi với ai? Với ai là cái sự lựa chọn có nhiều cái khả năng. Không, cứ thử đi với Hà xem sao. Ừ, ok Hà đúng không? Thì nói Hà đi. Cứ thử đi Hà okay. Xem sao. Tại mắc mờ cũng không biết được ai mắc mũi ra sao, mắc mờ lắm. Nên không đi được ai cứ đi đi coi mặt mũi ra sao đó thì vậy mắc mờ lắm. Ok, gì là Hà đúng không? Ừ. Ok, thì nói Hà đi. Nhưng trước khi kịp hẹn Hà thì Phước lại bận lịch tập của nhóm. Hôm nay là chủ nhật nên đến gần trưa các cô gái mới thức giấc. Bây giờ mới đi làm vậy ạ? Giờ mới thức. Mới thức hả? Đúng không, để này có thể ra kèm vô chung như thế này. Ủa vậy có ai giờ muốn đi tham gia sự kiện gì không? Bây giờ chị. Trời nắng quá. Chị đi cà phê đi. Ok. Nắng quá mẹ bất chợt quá em anh đi ngủ đi. Em không mở trước nha. Anh đi ngủ đi. Sao vậy? Nghe câu này không có đàn ông chút nào chứ. Chiều nắng quá. Trời ơi. Anh đi chưa nói gì cả. Anh đang suy nghĩ đó. Đang suy nghĩ cái gì? Là sẽ đi mà. Đi đâu? Đi ăn tối. Thành chuyển cái bữa tối đi ăn tối. Ồ, thì bây giờ hôm nay thì Thi đi làm đúng không? Chiều nay hả? Nói chung là anh nói cho em nghe nè,
có một người đang muốn hẹn hò với em. Ai? Ai? Ai đem chuẩn bị tâm lý nè? Sư sợ kim chi á. Thì rảnh mà chiều nay rảnh thì đi chơi, đi uống cà phê, đi... Không, bây giờ nè, anh hiểu với anh rồi. Em cũng là người đứng giữa sắp xếp cho. Bạn nữ này sẽ đi công việc cho đến khoảng 6 giờ sẽ về. 5 giờ đi, 5 giờ đi. Em đi sớm, đi sớm rồi, đi. Để em... 5 giờ sẽ về và anh đi sẽ nhà chuẩn bị, 5 giờ sẽ đi ăn với lại bạn Thi này. 6 giờ đi. 6 giờ đi. 6 giờ rưỡi đi. Là em đi chuẩn bị hết mọi thứ nha. À. Ừ. Ai vậy mình đi ăn món hàng đi chứ uống cà phê làm gì. Ủa, uống kỹ gì? Tại nên nhớ anh là người đã chủ động kêu mua về cho tụi em. Hay à, hay. Biết ngay mà. Hai còn cái hai người này là đi ăn xong cầm xí ăn đi ra ngoài tỉnh bơ rồi. Trời xí. Còn ba bạn nữ ở nhà nữa. Tại sao vậy? Tại sao anh như vậy nên đi? Sói ca anh luôn là sói ca mà. Từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay chỉ có tụi em bỏ anh đi chơi với bạn này thôi, khác thôi chứ bạn không bỏ. À, bạn này bỏ anh đây nè. Bỏ mặt anh đây nè. Miệng lưỡi thiệt. Dù vậy. Miệng thì nó sẽ ca. Ủa? Chiều tối đi bạn, chơi bạn, bạn mở lời rủ em, anh nên đi, anh có ngủ đâu. Anh không cần em phải hiểu, anh đang có lời. Nhìn mắt anh thì em sẽ hiểu. Trời, nhìn mắt anh. Giờ giấc hẹn cho bé hết trơn nè. Tiếp anh mi coi. Địa điểm dẫn giấc ở trong bé hết trơn nè. Nhìn trời, là thấy đi vậy hả? Anh mắt anh nhìn đi. Không thấy gì hết. Thấy em trong mắt anh không à? Là em nó đang nằm trong mắt anh nữa đó. Anh nằm trọn vô rồi đó. Em ơi, không em vô tâm quá, không hiểu được cái gì. Em nhìn sai ca em bút không à. Cầm kia mà gọt nhỏ gì, cẩn thận cái tay em ơi. Tôi biết lo lắm quá ha. Đi chơi ra này đi. Đi chơi ra này đi, đừng nói nhiều nữa. Đi chơi đi, mấy người đi chơi đi. Thường cả thế giới. Đừng bao giờ mà có ý định đó mà nói với tôi. Có nghĩa là quan tâm gì cộng đồng cả anh yêu thương cái gì ngày mơ sao tụi em những gì tôi làm từ hôm qua tới nay là dư thừa. Cuối cùng tôi đã thua một anh chàng Hàn Quốc. Giờ anh Khương nói thẳng đi, anh Khương thích chị Thi đúng không? Anh chưa nói thích chị. Là tụi em anh chưa nói. Anh Khương nói đẩy ra là tụi em thấy ghét rồi. Em nói như vậy á để lòi ra biết ai thích anh nữa là cảm ơn em đã nói anh biết một người thích anh đúng không? Em nói em thích anh đi. Em biết đường em trừ anh ra. No, anh chưa có nói câu đó, anh thích chị Thi nha. Phải chăng đây là hành động gửi nỗi niềm vào âm nhạc? Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư. Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa. Chỉ cần em yêu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi. Vì trong anh em là yêu duy nhất. Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu nó. Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh muốn ôm lấy trong giấc mơ. Ăn mì không? Ăn mì đi. Thôi không ăn mì đâu. Đây là người con gái mà thiệt thòi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Đi làm thôi sớm vậy? Mà không ăn gì hết và cũng chẳng mua đồ ăn nên là anh phải nấu mì lại, bù đắp lại. Còn có sự sâu bì trong bốn thì em anh không thích. Anh không muốn chuyện nó xảy ra. Mọi người có chương trình gì lên cho chiều tối nay chưa? Ăn tối rau ăn nướng thịt chị. Còn anh Danny với chị Thi đi hẹn hò. Anh hẹn hò với Thi, anh phải chuẩn bị tinh thần để mà anh nghe cho kịp nha. Nghe đồ hai người chuẩn bị hẹn hò. Đúng rồi, sáng rồi. Em nói chậm chậm để cho anh hiểu nữa nha. Không, em thích nói nhanh cơ. Anh nói tiếng Hàn thì em nói tiếng Việt. Phải cần hiểu nhau luôn hả? Như đã hẹn trước, Danny hộ Tống Hà và Hiên đi chợ để nấu món kim chi. Ủa, tối anh rồi mới đi hả? Đậu rưỡi hôm không? Nay thì 6 rưỡi anh đi... Đi xong rồi về ăn hả? Ừ. Mà rất tiếc anh không thể ăn được cái cạnh mà cái kim chi của em. Sao vậy? Ví dụ tối nay anh phải đi ăn cơm của Thi mà. Thì em mới hỏi anh là anh đi rồi anh có về ăn hay không á? Không, không để phòng cho anh luôn. Anh mất lượt. Vậy là có hai người không ăn mà vậy? Để lại chút xíu. Không,
để cho chị Thi thôi. Anh sạch luôn. Ừ. Không, em đợi chút xíu, xong anh về là em ngồi ăn trước mặt anh. À, nhưng đó là anh có thể... Ngửi ngửi. Tại gì? Em thò Hà giải thích cho anh là nấu canh kim chi thế nào? Dễ lắm, không nhưng mà tự nhiên em phải nói làm gì? Đầu tiên là... Phải là công thức bí mật. Ờ, bí mật rồi. Công thức bí mật của chị. Thế à? Đầu tiên là xào thịt heo, xong rồi bỏ kim chi. Ủa, chị kêu chị không nói mà cuối cùng chị cũng nói vậy. Thôi mình là mình dạng như là không ích kỷ, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn. Đúng rồi. Mặc dù mình chưa nói bao giờ. Đi đi. Rồi anh là vậy đi. Hả? Anh là vậy đi. Sao anh là vậy? Anh không giữ, anh không làm nữa. Tới rồi nè. Trong khi đó, Khương và Phương đã tranh thủ một cuộc hẹn riêng. Ổn không? Em ngồi ổn không? Sao vậy? Không sao, không sao. Ngồi sát vô, mình ngồi sát vô đi. Em có quyền dịnh anh nha. Em có quyền dịnh. Em đang dịnh mà. Ờ, không được nữa. Chắc ở nhưng mà anh đi đường đường này đi đâu? Anh sẽ chở em tới một cái nơi rất là lãng mạn. Chỉ có hai chúng ta mà thôi. Tối hôm qua trong cái buổi ăn uống rồi giao lưu với nhau thì em muốn ấn tượng với ai nhất? Em rất hợp ý. Mình đang chia sẻ với nhau. Có ấn tượng với ai nữa không? À thì ấn tượng với bạn Khương nhất á. Vậy hả? Bạn Khương xàm xàm nhất. Em có nghĩ cặp đôi bị ẩn lại không? Em nghĩ Danny với lại Hà. Hôm qua tới giờ có một số cái hai người nói chuyện với lại em nói chuyện với hai người thấy có một số cái đó. Anh đó. Trùng hợp. Nhưng mà em nghĩ là cảm giác của em đúng. Em nghĩ Danny lại Hà hả? Mà kệ đi, trời ơi. Em... Em biết đâu cảm giác bị ẩn là anh sao? Em không nghĩ gì không? Anh hả? Cũng có thể chứ. Sao? Nhưng mà để em nghĩ coi, nếu mà anh cặp đôi bị ẩn. Hoài nghi lắm. Trải qua ba mối tình. Ok, cảm ơn em. Còn em sao? Em mấy mối tình? Em hả? Nếu mà nói chắc chắn thì là hai. Hai đúng không? Sao? Yêu không? Yêu đúng không? Gọi là yêu đúng không? Ừ. Còn vô số những cái câu chuyện không bờ bến khác. Theo em, mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu bạn trai của em như thế nào? Mẫu thì cũng không nói được đâu. Tại vì nhìn nếu mà nhìn hợp mắt thì nói chuyện hợp rồi hiểu tâm lý chút xíu chứ còn không lẽ giờ ngồi đây mà kêu bạn trai ta là phải để kia đúng không, biết đâu mà tìm với lại hả em là cảm giác nữa đúng không, mình thấy hợp rồi mình hợp rồi đúng không, có duyên cả có duyên mới gặp như anh em có duyên mới ngồi đây đúng không. Ừ. Ai gặp nhau cũng là duyên mới gặp được hết á. Cú này mà mọc mà cú này mọc luôn. Không, thấy anh mập không? Em thấy vừa. Không phải mập quá nhưng mà nếu như mà muốn đẹp thì chỉ cần tập thôi. Còn giảm ký thì nó lại người nó không đẹp đâu. Ừ. Thì em cũng em thích em bự nè, bự chung à. Anh là rất bự đúng không? Mà anh giảm anh còn gì đó. Phải kiểu khỏe, cứng ra, cứng chắc chắn một xíu chứ không phải là cũng... Chắn xíu hả? Chắc chắn. Chắc chắn hả? Ừ. Tập chắc đúng không? Tập tành thể dục thể thao thì cho người nó khỏe. Vậy là cái kiểu bạn trai của em là phải đô đô con chắc người. Vạm vỡ. Đô quá cũng thấy ghê lắm. Ừ. Có lợi được không? Lợi hả? Hiểu rồi ha. À, mình phải làm một vòng. Vừa đập vừa hát bài xe đạp. Xe đạp ơi. Được. Đây. Sẵn sàng chưa? Nhưng mà chở được. Em vừa mới té thôi. Ok. Let's go. Ngồi sao cũng nguy hiểm. Cũng thôi ok được rồi đó. Được chưa? Đây sẽ là một cái gọi là kỷ niệm. Ừ. Nó đưa anh về với tuổi thơ của anh. Tuổi thơ cái gì bây giờ có lớn lắm đâu mà. Kiểu như là mình được trở về với tuổi thơ đó. Hai đứa đạp xe đạp. Đi dạo một vòng. Ở xung quanh đây thì cái không khí nó rất là dễ chịu. Buổi chiều mát mẻ, xong rồi thì hai đứa đạp xe đạp đi
uống cà phê. Mình cảm thấy là cái cảm giác nó rất là thú vị. Phương thấy Phương đến ngày hôm nay cũng đã bộc lộ được cái tính cách của mình một chút, cũng Phương thấy cũng dễ gần và cũng hòa nhã. Nhưng mà Phương nghĩ cô gái này cũng có một chút gì đó hơi khó hiểu một chút, vẫn có một chút gì đó chưa thể hiện hết ra ngoài. Khó nói quá, biết nói sao nhá. Ngay từ đầu thì Phương cũng đã thấy là cái sự sôi nổi hơn so với các bạn nam còn lại trong nhà chung. Phương đẹp trai, hát hay, vui tính nữa. Có lẽ đây cũng là một cái một đối tượng đáng để cho mà mình tìm hiểu.